Quá xuất sắc, cô gái duy nhất Việt Nam đạt điểm 10 môn văn tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Bất ngờ về ước mơ của cô. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Đáng chú ý, trong hơn 1 triệu thí sinh dự thi trên toàn quốc chỉ có một thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn ngữ văn. Đó là em Trần Ngọc Đan Thanh, học sinh lớp 12A4, trường trung học phổ thông Nghĩa Minh, tỉnh Nam Định. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 không chỉ xuất sắc đạt điểm 10 môn ngữ văn mà các môn thi còn lại của Đan Thanh cũng đạt điểm số rất cao. Trong đó, điểm môn toán là 8, ngoại ngữ là 9. Ở bài thi tổ hợp khoa học xã hội, thí sinh này có số điểm lần lượt là lịch sử 9, địa lý 8, giáo dục công dân 9,75. Điểm trung bình bài thi môn khoa học xã hội là 28,92 điểm. Nữ sinh Nam Định cho biết, đề thi môn ngữ văn có câu hỏi nghị luận xã hội chạm đến cảm xúc của bản thân nên em đã viết rất nhanh. Trong 120 phút, em viết tới 11 trang giấy. Trước đó, Đan Thanh cũng nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi văn tỉnh nên em có lợi thế hơn so với các bạn. Đan Thanh cũng chia sẻ thêm do bố mẹ cũng làm kinh doanh nên ước mơ của em là đổ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trở thành doanh nhân. Ở nguyện vọng 2, em chọn trường Đại học Ngoại thương,